Chào mừng quý vị và các bạn đang xem chương trình Trí Khôn Ta Đây. Thưa quý vị, chương trình Trí Khôn Ta Đây đang được phát sóng vào lúc 12h30 phút trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cả nhà đừng quên giờ phát sóng của chương trình nhé. Đến với Trí Khôn Ta Đây là một game show rất là nhẹ nhàng, hài hước, hóm hỉnh, dễ thương, đặc biệt là đến từ những vị khách mời rất là đáng yêu và dễ thương của chúng ta. Và ngày hôm nay, đến với Trí Khôn Ta Đây, Hồ Bích Trâm đã mời một cặp vợ chồng son. Trời ơi, rất là hâm mộ cặp vợ chồng này. Xin mời Du Bin và Tú Chi. Muốn nè, quay nè. Trời ơi, chào mọi người, mới được lên TV rồi mọi người ơi. Mừng quá. Trời ơi, ba má thấy con không ba má? Lên TV rồi. Khổ quá. Em thấy hai người chạy ra giống như là định nhào tới ôm em vậy đó. Em quay qua em thấy hai người đang ôm nhau rồi. Còn em thì sao? Không ai ôm em chưa? Trời ơi, thiệt luôn á, lỗi ghê luôn. Tao bận đồ nổi gì luôn mà mình không thấy luôn á. À đúng rồi, em tàng hình. Không, chắc là tại vì trong mắt Bin chỉ có Chi thôi. Không thể nào nhìn thấy được những cái khác. Trong mắt Bin chỉ có Chi thôi. The Red Queen got the news yesterday and now they're running. Nặng quá. Cái đoạn này biên tập về cho cái đoạn mà em đang đứng như nè, cái tát á, tát cái bóp. Rồi giờ em đứng hình ra cho mình tự tự tát nha. Anh nói lại đi. Thôi bỏ đi. Thôi em tự tát vậy. Em mới vừa nói về trong mắt anh chỉ có Tri thôi sao? Đúng rồi, chính xác em à. Vậy Trâm đứng trước mặt anh là người vô hình. Không, bây giờ thì thấy rồi, tại nổi quá. Dạ. Và cũng hy vọng là sau cái game show này hai đứa vẫn sẽ nhìn thấy nhau. Chứ đừng để là sao? Anh, tại vì tí nữa em trả lời đúng không, mà sai một cái là anh phải nhảy xuống. Nhưng mà em rất là sao ta? Run. Ừ. Tại vì không, anh nghĩ cái phần nghiệt ngã là em đã té xong được hai lần. Mà bây giờ là mình té xong ở đâu? Ở dưới quê á, ở dưới quê của em á. À, nhưng mà tại sao té? Ví dụ như là mình nhảy xuống hoặc là mình đi đâu làm cái gì mà để té nước á? Biết té nước không? Té xong là nó nặng hơn té giếng một cấp độ các bạn. Tại vì té giếng á, chuyện buồn. Trời, cái vụ té giếng là phải hỏi em, tại vì á Trâm là té giếng, còn Tri là té xong, đúng không? Trời ơi, mình là bạn với nhau đó. Tú Chi là người đã tiếp xúc với lại ao hồ nước này nọ rất là nhiều rồi. Không biết là còn Du Bin này sao? Bin hồi xưa giờ chỉ tắm hồ bơi thôi, chưa có bao giờ tiếp xúc được với ao với hồ hết. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì nghe đồn là tí phải đổi vai cho nhau để trả lời câu hỏi, nên Bin có thể xin chương trình một cái xin nhỏ là đến lúc mà Tri trả lời câu hỏi á, ngay từ câu đầu tiên Bin ngồi xuống ao Bin trả lời đi. Bin ngồi sẵn với nó luôn được không? Bin ngồi sẵn đó tới 10 câu, khỏi mất công, khỏi mất cái thời gian mà mình phải nhảy lên nhảy xuống được. Không được, chúng ta phải trả lời từng câu hỏi, và nếu như trả lời sai thì chúng ta bắt buộc là phải nhảy xuống, cho nên là không được ngồi kế cái mép ao. Nói chung là phải ngồi trên bàn ghế đàng hoàng và được đãi ăn uống hoành tráng luôn. Và không biết là Bin với lại Tri là khi mà đến với Trí Khôn Ta Đây thì đã coi qua chương trình hoặc là chuẩn bị cho mình một cái kiến thức để mà khi mà vô tham gia thì mình không còn bỡ ngỡ nữa không? Có coi qua chương trình rồi, nhưng mà thấy mỗi tập là chương trình có mỗi chủ đề khác nhau, nên bây giờ lại đi kiến thức thì cũng nó bao la bát ngát lắm. Nói chung là hôm nay thì thôi định mệnh rồi. Tại cũng em cũng đã coi được vài số của mình rồi, là em cũng hiểu được cái phần chơi. Em rất là sợ nhảy dưới. Chút nữa nhảy giùm em đi. Không nói được nhảy giùm. Nói chung á là em yên tâm đi, một hồi nữa khi mà em đã bước xuống dưới rồi, đảm bảo là em sẽ thích và em muốn bước xuống hoài luôn. Đảm bảo luôn, tại vì cái ao này thần kỳ lắm. Cái ao của... rỉa. Đúng rồi, cái ao nhà Trâm nó giống như ao của những nơi khác. Cho nên là mình sẽ thử cái cảm giác ở đó đi rồi sẽ biết nha. Còn bây giờ thì mời khách mời về chỗ. Rồi, trước khi tham gia vào chương trình Trí Khôn Ta Đây thì Trâm sẽ đãi cho Du Bin với lại Tú Chi một cái món đó là dân dã. Xin mời vệ sĩ. Thấy chưa, xuống đây là không khí rất là thanh mát nè, rồi còn được uống nước nữa. Này là dừa nhà Trâm trồng đó. Xuất sắc. Mọi người cứ tự nhiên nha. Rồi, cảm ơn dạ. Vệ sĩ. Trong thời gian mình uống nước dừa thì em xin giới thiệu, đây là vệ sĩ của nhà em. Công việc nhiệm vụ chính của ảnh là bảo vệ người chơi, lúc nào cũng yêu mến người chơi và rất là trân trọng và nâng niu những người chơi, những người khách mời rất là đáng yêu của chương trình. Rồi, giả bộ mình cười cái đủ mấy anh. Cười cái gì mình thân thiện nè. Anh ơi, yêu thương và trân trọng người chơi mà cái mặt anh đứng anh nhúng dữ vậy trời.
không muốn. Thật sự luôn hả? Thật sự muốn luôn. Không, cứ uống thoải mái đi, không sao đâu. Rồi bây giờ em mời hai anh vô. Dạ. Có một sự nổi da gà nhẹ nhẹ. Dạ không phải đâu, tại vì cái đó là cái phong cách, tạo cho mình một cái phong cách riêng á. Và đó là cái phong cách của vệ sĩ của Trí Khôn ta đây. Rồi bây giờ Trâm sẽ nói về cái luật chơi cho Tri với lại Bin nghe. Mỗi bạn sẽ có 10 câu hỏi và trả lời. Cứ mỗi câu trả lời chúng ta sẽ có thời gian trả lời là 10 giây. Nếu như câu trả lời đó đúng, chính xác nhưng bị lố thời gian thì vẫn không được tính. Và phần thưởng của chương trình rất là hấp dẫn. Cứ mỗi câu trả lời đúng từ câu thứ 1 đến câu thứ 5, chúng ta sẽ có giá trị điểm thưởng là 100.000 đồng. Đúng không? 10 giây thôi, trong vòng 10 giây mình chỉ cần việc trả lời đúng thôi là mình lấy tiền 100.000 liền. Quá dễ, quá đơn giản đúng không? Nếu như đúng từ câu thứ 6 đến câu số 8 thì sẽ được giá trị tiền thưởng là 200.000 đồng một câu. Nếu như trúng câu trả lời thứ 9 thì sẽ được 500.000 đồng. Và câu cuối cùng là câu thứ 10 sẽ được 1.000.000 đồng. Có nghĩa là chúng ta phải trả lời đúng liên tiếp thì chúng ta mới được tính như vậy. Đúng rồi. Không biết là hai khách mời mình có còn thắc mắc gì nữa không? Thấy Tú Chi đang rất là lo sợ. Tôi biết số phận của tôi nè. Em biết là chồng của em rất là thông minh. Mình chắc chắn sẽ không cho em để xuống ao nữa, lần nữa. Ôi đấy Tú Chi, chắc chắn như vậy luôn á. Không biết là ai sẽ là người chơi trước. Ai sẽ là người chơi trước? Nếu như Tri chơi trước thì Tri sẽ ngồi bên đây và Bin sẽ là người nhảy trước. Chị có biết không, thật ra thì ca hát của em á là nó chiếm phần não phải, còn cái não trái của em thì nó bị cô độc rồi. Không có nếp nhăn mình đó. Giờ em không biết sao trả lời nữa. Thôi anh nghĩ là để anh trả lời trước cho. Để anh trả lời trước đi, để coi cái màu của câu hỏi như thế nào đã. Với lại để em nhảy xuống em thử nghiệm cái ao dưới đó, để hồi anh xuống anh an tâm hơn. À, được rồi đó, được rồi đó. Thấy nói ra là biết thương vợ sao rồi đó. Để cho vợ đi xuống trước rồi đó. Rồi Tú Chi sao? Tú Chi có muốn nhà chơi trước không hay là để cho Bin chơi trước? Trả lời trước đi, em tin anh. Rồi cái gì tin anh đi. Vậy thôi mình đánh nhanh đúng gọn luôn, mình vô luôn câu hỏi đầu tiên luôn. Đây sẽ là 10 câu hỏi rất là đơn giản. Và nên nhớ sẽ có những câu đố chữ, có những câu đố mẹo. Nhưng mà mình đừng nghĩ đi xa vời quá, mình chỉ ở gần gần đây thôi nha. Câu hỏi đầu tiên. Trong bài Ghen của Eric và Min thể hiện 2 giờ sáng gọi không nhấc máy, dậy 3 giờ sáng chàng trai làm gì? Nghĩ tới bài hát liền. Na 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 na. Min phải là người trả lời nha. Chàng trai vẫn còn thích đợi cô gái về. Đọc lại cái đề nè. Trong bài Ghen do Eric và Min thể hiện, 2 giờ sáng gọi thì không nhấc máy, 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy, vậy thì 3 giờ sáng chàng trai làm gì? 3 giờ sáng căn phòng khuya ấm áp, mong rằng tin nhắn trượt nước. Có nghĩa là trong cái lời bài hát là 3 giờ sáng là căn phòng khuya đang ấm áp và mong rằng tin nhắn trượt nước qua. Đúng là đang còn thức. Nhưng mà trong cái câu hát nó không có là anh đang còn thức và đang chờ em đây nè, giống như Bin trả lời. Hồi nãy anh nghe nói vậy nè, thà là nhảy xuống đi, còn nếu mà em không nhảy á là vệ sĩ sẽ khiêng em quăng em ra xa, thật xa, thật xa đó. Em cứ bơi vô đó. Xuống đây đi, vui lắm, mát lắm. Xuống đây đúng rồi. Em chỉ cần nhảy thôi mà, tại sao em làm cái động tác như em đi bơi thi đấu vậy? Không sao đâu em, không sao đâu, không sao đâu. Tưởng mới đang đi thi vận động viên thể thao vậy đó. Phóng xuống. Người ta phóng xuống, người ta đi ra một cái đường rất là xa. Bà phóng xuống có thấy bà ngửa lên. Mát không em? Xin chào. Cũng rất là nhiều người vào chương trình á, tin đồng đội cho nên là nhảy khá nhiều. Rồi, sau câu đầu tiên thì mình đã trả lời sai, cho nên mình không nhận được tiền thưởng và Tú Chi cũng phải nhảy. Câu hỏi số 2 như sau. Tìm ra một dãy chữ cái khác biệt trong số các dãy chữ cái sau đây. A B C D B O I E C H G K. Thì trong 3 dãy này có một dãy chữ khác biệt so với 2 dãy còn lại. Câu B.
câu B. Em nghe chưa kỹ. Tìm ra một dãy chữ cái khác biệt trong số các dãy chữ cái sau đây. A, B, C, D. B, O, I, E, C, H, G, K. Câu A là B, C, D. B, C, D cũng là phụ âm nè. Phụ âm, rồi. Câu C, H, G, K cũng là phụ âm. Còn O, I, E là nguyên âm. Cho nên câu B là câu trả lời chính xác. Nó khác so với lại hai cái câu kia. Đây, trao phần thưởng 100 ngàn đồng. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Ủa gì kỳ vậy vợ? À, của chồng không vợ. Đúng rồi, cái tiền của vợ là của vợ. Còn tiền của chồng cũng là của vợ. Tiền của chồng cũng là của vợ. Vậy là sau hai câu hỏi thì Bin đã mang về giá trị tiền thưởng là 100 ngàn đồng. Rồi, mình cố gắng hết câu số 3 nha. Này là một câu đố mẹo, cho nên mình chú ý ha. Một con khỉ, một con sóc và một con chim cùng đua lên xem ai lên cái ngọn dừa nhanh nhất. Có nghĩa là ba con này nó sẽ đua với nhau ai leo lên ngọn dừa nhanh nhất. Hãy đoán xem con nào lấy được quả chuối đầu tiên, con khỉ, con sóc hay là con chim? Sẽ không con nào lấy được quả chuối đầu tiên, tại vì ba con này leo lên cây dừa chứ không phải là cây chuối. Đúng, em tin anh. Đúng rồi. Còn em mà trả lời là em trả lời là con khỉ lấy cái trái chuối trước. Tại sao em lại trả lời vậy? Tại vì em không để ý cái cây vô. Ôi, chị... em để ý. Đúng rồi, cứ nghĩ là con khỉ là nó sẽ leo trèo nhanh nhất, cho nên là đoán là con khỉ đúng không? Đúng rồi. Chắc chắn luôn, nếu như một khách mời khác không có sự tập trung và không chú ý giống như Bin á, là đảm bảo sẽ trả lời con khỉ liền luôn. Thật đó. Vậy là phận của Bin sau khi đổi ngược vai như thế nào thì mọi người cũng... Ủa mà một chút là bắt buộc đổi luôn hả chị? À, là chút nó bắt buộc đổi luôn hả? Đúng rồi, mỗi người phải trải qua 10 câu hỏi của bản thân mà. Anh rồi. Tâm đi, em rất là thông minh. À, vô chiếc khung ta đây rồi mời chương trình, mời em là chương trình gan lắm. Hiểu ha, cái câu thứ hai là nãy hiểu sao rồi đó. Chúc mừng Bin. Câu số 3 là câu trả lời chính xác nhất, đó chính là không có con nào cả, tại vì nó không có leo lên cây chuối mà nó leo lên cây dừa, cho nên không có hái được trái chuối nào nhanh nhất. Rồi, và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4, lại liên quan tới trái cây. Quá dễ. Hãy kể tên ba loại trái cây hoa quả bao gồm ba chữ cái. Cái tên của trái cây đó mà nó có ba chữ. Táo, bơm. Sắp hết giờ. Nho. Câu trả lời này chính xác, mang về cho mình số tiền thưởng 100 ngàn đồng. Yeah. Trời ơi vợ ơi, hôm nay hả mà anh kiếm mình rất nhiều tiền luôn. Ôi yeah, cũng được 100 ngàn, cảm ơn. Rồi. Rồi, câu hỏi số 5. Quốc gia nào có số lần vô địch World Cup nhiều nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại? Brazil. Bin có nhớ những năm nào không? Không nhớ nổi những năm nào. Năm 2008, 2006. Thôi nói chung là không nhớ rõ những năm nào. Nhưng sao biết được Bin... 5 lần? Nhưng mà Vin biết chắc chắn là Brazil, tại vì từ Brazil vô địch vào những năm Vin rất nhỏ, nên là hồi đó là Vin không có nhớ được nhiều. Và chúc mừng với câu trả lời quá chính xác và nhanh, 100 ngàn đồng. Nếu như em Vin sẽ trả lời là Việt Nam. Việt Nam vô địch. Hên quá, em chưa trả lời. Vậy là Việt Nam mình mà đưa cho Tú Tri là coi như là bay xa vào thế giới luôn. Vô địch hết. Yeah. Rồi, chúc mừng Cương Bin. Sau 5 câu hỏi thì đã nhận về số tiền thưởng là 400 ngàn đồng. Quá giỏi, quá xuất sắc luôn. Câu hỏi số 6. Quả gì 5 muối 4 khe, ăn vào một phát đỏ he cái mồm? Quả đấm. Em định trả lời quả ớt quý ơi. Ủa Chi ơi, yeah. Quả ớt á mình tìm đâu ra được mà 5 kẻ rồi 4 đó, khe không. Đó, bởi vì các em mới suy nghĩ lại đó. Các em mới suy nghĩ lại đó. Chết rồi. Khả năng là Trinh thấy 10 lần như đang, một. Đang lo cho Bin quá. Đang lo cho Bin thật sự luôn. Và kết quả cuối cùng chúng ta chính là quả đấm.
Và bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7. Khoan, chưa trao tiền nữa. Chưa trao tiền mà trời ơi. Em để ý nha, tất cả những khách mời đến với Trí Khôn tại đây á, trả lời thì chậm lắm, chứ còn mà lấy tiền cực kỳ nhanh. Đó có pin. Đây, chúc mừng pin. Vậy là đừng nửa triệu rồi. Vậy là 6 câu hỏi và nhận về. Trời ơi, 6 câu hỏi mà mình nhận về 500.000 đồng rồi. Vậy là nếu như cái câu tiếp theo này mình trả lời đúng là mình sẽ nhận về giá trị tiền thưởng là 200.000 đồng. Nhưng mà những câu này bên nghĩ là biên tập đã nâng cái cấp độ khó lên rồi. Không, thật ra này cũng vậy à. Cái câu đầu tiên là ta thấy khó rồi, nhưng mà qua câu thứ hai cái bắt đầu dễ, xong rồi câu thứ tư nó lại dễ, câu thứ năm nó cũng dễ. Đúng không? Tùy à, biên tập của bên em á ngộ lắm. Nói chung là lúc dễ lúc khó, nói chung là nó không có fail cái kiểu mà từ từ nó từ dễ lên khó, mà bả là từ khó xuống dễ rồi cái dễ luôn. Thôi hên xui đi, không biết được đâu. Rồi, câu hỏi số 7 như sau, lại là văn học. Hãy kể tên ba thành ngữ tục ngữ có cặp từ trái nghĩa. Ba thành ngữ tục ngữ có cặp từ trái nghĩa. Chết rồi, Hoa nhảy đi vợ ơi, không thể mà nhớ kịp rồi. Cái gì? Không nhớ kịp, tay trái nghĩa, không nhớ kịp. Người ta nãy giờ người ta lấy tiền quá trời mặt bả cho nè. Tiền này chồng ơi, cảm ơn chồng. Người ta kêu qua nhảy cái. Cái gì? Trời ơi. Thấy chưa, biết rồi, nâng cấp độ khó. Thôi kệ đi nè, sợ mình là mình sợ vợ mình, thương vợ mình á là mình sẽ trường sinh bất tử, không sao cả. Cuộc đời là một giấc mơ. Đừng làm vận động viên bơi lội nữa nha. Không nhớ quá trời rồi. Em phải nhìn nó bên kia đó, em thấy không, em phải nhìn thấy mục đích của em. Không biết là mấy anh quay phim có đặt tả được cái tay của anh Bin không ta? Anh ơi! Anh đi số em! Trời ơi em đơn đủ quan cho anh vậy? Em giờ em coi lại chứng. Đi! Em coi lại đi, anh không nhấc người lên anh khỏi cái ghế đi luôn đó! Chăm làm chứng là anh... Số em! Anh không số em! Rồi gia đình lục đục rồi cả nhà! Trời ơi thiệt, con quan quá quan rồi! Thiệt tình á! Thiệt tình luôn á! Lỗi vợ, anh sai rồi, anh không có xô em. Em hãy về coi lại đi, anh không xô em. Anh xô em. Trời ơi, anh thấy, thấy tội cho Bin quá à. Dạ, sống trong sự uy hiếp mỗi ngày. Uy hiếp mỗi ngày. Buồn lắm mọi người ơi. Tiền á, có tiền đem tiền về thì đây, khác đúng không? Kể cho nghe một câu chuyện vui là bữa có hôm là Bin đi tập game, xong rồi cho Bin 500.000. Nói là anh hôm nay em cho anh 500.000, anh cứ xài thoải mái đi, anh muốn mua gì anh mua. Trời ơi, nghe mừng gần chết, cho 500.000 đi. Cái nhắn tin anh ơi mua giùm em một ít đồ. Bà đưa nguyên list thì mua hết 491.000. Còn đúng 9.000. Còn đúng 9.000. Trời tuyên bố ghê lắm nha, anh muốn mua gì anh mua, anh muốn ăn gì anh ăn, em cho anh đó. Ở nhà ăn cơm rồi ra đường ăn vậy, ăn vậy. Còn ví dụ như lỡ hết xăng thì sao? Dạ còn 9.000 cũng đổ được mà. 9.000 cũng đổ được mà. Trời ơi. Thì, ví dụ là mình đường đường cũng là một đạo diễn, cái mình lái xe vô trong cái cây xăng đổ cho em 9.000 mà Bin đi xe hơi nữa đúng không? Vậy rồi, đây nó rất là đau lòng luôn. Bản thân Trâm đi xe hơi mà Trâm chạy vô cây xăng mà Trâm đổ 50.000 mà Trâm còn thấy dị nữa thì chứ đừng nói 9.000. Không ai đổ vô mình 9.000 hết trơn á bà ơi. Vậy hả? Xin lỗi chồng, sau này tăng lên thêm cho 100.000 nữa đó. Là 600 đúng không? Rồi bây giờ mua hết 500 cho. Vậy còn đổi nha, cuối cùng cho có 50.000 thôi, bắt mua giùm ký thịt heo. Mà một ký nó vẫn là 100 mấy chục ngàn rồi. Đúng rồi. Ký 200 mà chị. Cái thời mà thịt heo đang lên giá đó, xong rồi cho 50.000 rồi. Anh mua giùm em ký thịt nha, về luộc. Thấy căng quá ha, từ cái 50.000 mà mua được ký thịt, làm sao mà mua được ta? Thì đó, bởi đó Chí Khôn phải đắt tiền vô. Phải đắt tiền vô nên em đi chương trình này là đúng. Là đúng. À, có nghĩa là mới chơi chiêu. Mới đưa 50 thôi nhưng mà Bin phải tự móc tiền của Bin ra thêm nữa. Dễ sợ thiệt. Câu số 7, hãy kể tên ba thành ngữ tục ngữ có cặp từ trái nghĩa. Và đây sẽ là câu trả lời của chương trình. Cá lớn nuốt cá bé. Ba chìm bảy nổi. Lên voi xuống chó. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Câu hỏi số 8 như sau, lại là liên quan tới ca nhạc. Kể tên MV có hai nghệ sĩ là vợ chồng cùng tham gia. Kể tên một MV có hai nghệ sĩ là vợ chồng cùng tham gia. Một MV thôi đúng không?
khoan khoan một MV thôi là MV Người Yêu Cũ của Khởi My. Rồi, kể tên một MV có hai nghệ sĩ là vợ chồng cùng tham gia. Mình công nhận cái kết quả của Bin đi ha. Đó là Khởi My với lại chồng là Kevin Khánh. Đúng rồi. Rồi, sẽ là câu hỏi số 9. Tiền. Tiền là gì vậy? 200.000 lần đấy. Bù đắp lại cái này nè. Tại vì người chơi ngày hôm nay quá xuất sắc mọi người à. Người chơi thật sự rất là xuất sắc luôn. Đây, xin chúc mừng Bin. Câu hỏi số 9 như sau. Cực Nam, Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Câu này như em phải chết chắc. Và kết quả là mời Tú Tri. Tự nhảy cho lành. Không đâu. Cực Nam, Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Đó chính là tỉnh Cà Mau. Ở tọa độ là 8 độ 34 phút độ Vĩ Bắc và 104 độ 40 phút độ Kinh Đông. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Không biết là Bin có giành được phần thưởng của chương trình hay không? Mời anh vệ sĩ. Câu hỏi cuối cùng rồi. Lại quăng em nữa à? Câu hỏi số 10. Đây là câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Mình sẽ nhìn trên hình và mình sẽ đoán đây là gì. Và chúng ta sẽ có 10 giây để trả lời. Bắt đầu. Đây là cái khối như cái trời. Vậy chồng cãi lộn. Vậy chồng cãi lộn. Đây là cái sự cãi nhau của hai vợ chồng trong một gia đình. Cái chài sẽ đợi đại diện cho người chồng, cái có sẽ đại diện cho người vợ. Thôi nào, sao anh nói vậy được? Tại vì cái chài nó ốm, cái còn cái kia nó mập. Đâu có. Đây chả. Cái gì vậy? Đó, thấy chưa? Mình cứ quay qua mình thấy bà đứng không à. Cái này là em nhắc anh luôn á em. Em nhắc luôn á, anh đang tính đọc một câu hình ngữ. Một cái câu hình ngữ có liên quan luôn á. Nhưng mà là vì em nhắc anh á. Em nói anh vậy nên anh trả lời vậy á. Nên cái này là lỗi tại em á, chứ không phải tại anh đâu. Bin chuẩn bị tinh thần đi, tới mình rồi đó. Em nhắc câu. Anh mà. Một chút Trì anh ơi. Có 10 câu. Và câu trả lời số 10 vừa rồi, nếu như nhìn lên bảng là mọi người sẽ thấy đây là chài, đây là cối. Và hai cái miệng nó đang giống như là nó đối đầu với nhau và đang cãi nhau. Cho nên cái câu này sẽ là cãi chài, cãi cối là cái câu chính xác nhất. Chúc mừng Bin, sau 10 câu hỏi thì đã nhận về giá trị tiền thưởng là 700.000 đồng. Và bây giờ sẽ là tới phần thi của Tri. Mời Tri đổi chỗ cho Bin. Nói chung là những câu hỏi này cũng rất là đơn giản. Và cái bộ đề này Trâm thấy là nó dễ hơn câu hỏi của Bin rất là nhiều. Và Bin có thể hỗ trợ cho Tri. Cho nên là không sao nha, cố lên. Câu hỏi đầu tiên như sau. Treo gì không ai thích? Nhanh nhanh nhanh, 10 giây, sắp hết rồi. Đi hết giờ. Treo dế hồi chó. Dế đầu dê bán chó. Và câu trả lời chính xác. Trời ơi, Tú Ti giỏi quá ta. Nó chi giỏi quá. Rồi, chúc mừng Tú Ti. Ủa, Bin sao vậy Bin? Ủa, vợ mình giỏi mà sao tự nhiên Bin... Bin sao vậy? Bin hạnh phúc. Bin hạnh phúc mọi người. Bin... Bin đang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn vợ. Rồi, chúc mừng Tú Ti. Để dù sao thì cũng đem giải thưởng về cho bộ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Cái này là liên quan tới âm nhạc. Cho nên là chắc chắn là Tú Tri mà không trả lời được nữa là giận giận luôn á. Không xui nữa. Sao vậy trời? Tại em tim vô lê vô. Vô lê vô. Nên ủa vô luôn hả? Ngon nha. Nhưng mà không xui nữa nè. Rồi. Lệ Hằng, Lệ Quyên, Lệ Thu, ai không phải là ca sĩ? Lấy hàng.
tại sao lại Lệ Hằng? Lệ Quyên là chắc chắn rồi đó. Lệ Quyên là chắc chắn là ca sĩ rồi đó. Lệ Thu cũng chắc chắn luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại mình sử dụng phương án loại trừ. Phương án loại trừ và Lệ Hằng. Em rất là thông minh. Hãy công nhận em thông minh. Nhưng mà khách mời của chúng ta đang quên mất một điều là đến với Trí Khôn ta đây sẽ là những câu hỏi đố mẹo. Cho nên Lệ Thu, Lệ Hằng, Lệ Quyên ai không phải là ca sĩ, và câu trả lời cuối cùng là không ai. Ai cũng là ca sĩ. Và câu trả lời của Tuyết Tí sai rồi. Mời Bin. Chào mọi người, ở lại em đi nhé. Bin có cần sự hỗ trợ của anh ca sĩ không? Được rồi. Ủa mình có được bước xuống từ từ không? Không. Tình yêu vẫn đẹp sao? Đi lên. Ờ đi lên, em dìu chồng lên nha. Trời ơi, thích lắm. Dìu lên nha. Thôi đừng giận em nha. Em nghĩ là hồi nãy em xui em, giờ em tiểu em nhiều. Nhưng bây giờ nãy anh tiểu với em. Thiều anh thôi. Hồi nãy anh rất quân tử với em luôn, bây giờ em chơi trò tiểu nhân với anh. Em thiều anh, em không có sơ anh nghe chưa? Dùng cái từ chính xác vô. Biết là hôm nay sau khi tham gia Trí Khôn ta đây thì cặp vợ chồng về có còn hạnh phúc như trước không nữa đây. Vậy là sau hai câu hỏi thì Tú Tri mới mang về cho mình 100.000 đồng. Dạ đúng rồi, có tiền à chị. Đúng rồi, mới có hai câu mà. Mình còn đến những 8 câu nữa để mà lấy tiền của chương trình. Em nghĩ là 8 câu sau là chồng em xuống dưới hết á. Rồi bây giờ mình sẽ tới câu số 3 của chương trình. Móng gì lớn nhất? Móng cái nè. Móng cái ở đâu vậy? Móng cái ở đâu vậy? Dạ, ở Việt Nam. Móng cái ở Quảng Ninh. Tâm thấy Bin nè. Bin nhầy. Ủa Bin, mình nhắc thoải mái mà, Bin làm gì vậy? Ủa được nhắc hả? Ủa được nhắc bình thường mà. Ủa đâu biết đâu, tưởng được chỉ được gợi ý thôi chứ không được nói, không được nhắc. Hồi nãy Trâm nói là hai vợ chồng có thể hỗ trợ với nhau. Tự nhiên Bin vậy. Mà ổng làm giống như là cái gì đó nó lén lút lắm luôn á. Mình cứ... Ủa, mọi người đều thấy hả? Mình tưởng mày thấy chứ. Ủa, tưởng không ai thấy hả? Tưởng không ai thấy cả. Rồi, và móng gì lớn nhất đó chính là móng cái ở Quảng Ninh. Thôi, Tú Tri đúng hai câu rồi đó. Có tiền. Có tiền rồi, tiền vô, tiền vô. Ôi, nếu anh được nhắc em á là anh có hỏi bị ít xuống dưới lắm luôn á. Không. Lấy đi nhận tiền đi, người ta đưa tiền là phải lấy liền. Mà lần sau em sẽ không nghe lời anh nữa đâu. Tại vì em có chính kiến của em. Em sẽ nói theo cách của em. Rồi, hứa nha. Hứa nha Tú Tri. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ vô câu hỏi số 4 để coi chính kiến của Tú Tri có đúng hay không nha. Dạ. Câu hỏi số 4 như sau. Cái gì đứng thì dùng chân, chạy thì không dùng chân? Thoải mái đi trời, cái gì mà? Cái chừng máy nè, cái chừng máy quay phim. Cái chừng máy quay phim đó. Cái chừng máy quay phim đó. Tại vì khi đứng là chắc chắn là phải dùng chân rồi, chung máy rồi. Nhưng mà khi chạy là quay phim phải vác lên vai chạy không mà. Chứ chừng máy đúng không rồi, chạy chừng máy đâu chạy được. À, Bin có nghe đâu. Bin có nghe cái tiếng cười khúc khích của anh quay phim không? Anh đang cười khúc khích kìa. Câu hỏi là cái gì đứng thì dùng chân, chạy thì không dùng chân? Và câu trả lời của Tú Tri là cái chân máy quay phim. Dạ đúng rồi, chân máy quay phim. Rồi, kết quả của chương trình đó là chân chống xe. Khi mà chúng ta đứng á thì sẽ dùng cái chân chống xe gạt xuống. Còn khi mà chúng ta chạy á thì không cần dùng chân. Và câu trả lời của Tú Tri cũng chính xác luôn. Đúng đúng chứ. Đúng rồi, hợp lý. Nhưng mà đúng ở đây là giờ Bin giải thích đúng. Dạ dạ đúng. Chứ Bin mà không giải thích là không biết Tú Tri. Không, em giải thích cũng được đó. Nhưng mà mọi người lâu hiểu một chút thôi. Rồi, chúc mừng Tú Tri 100.000 đồng. Ôi chưa, trao tặng đồng đó. Rồi, cảm ơn chị ạ. Cái vừa thần kỳ quá. Dằn xuống cái là có hoài. Rồi, đây là cái chỗ phong thủy luôn. Phong thủy thiệt luôn á. Hồi nãy giờ 4 câu mà nhận về 3 câu trả lời đúng là 300.000 rồi. Mà nãy giờ Bin nhảy mới có 1 lần thôi. Câu này nha, hai anh vệ sĩ chuẩn bị tinh thần giùm em. Lấy tiền của chương trình đâu có dễ. Cho nên câu số 5 này khả năng bị nhảy rất cao. Câu hỏi số 5 như sau.
chúng ta sẽ bị làm sao khi tắm biển vào ban đêm? Bị sao thì em nghĩ đi, nếu mà em tắm biển ban đêm thì em sẽ bị gì? Bị lạnh chứ bị gì? Đó, em bị lạnh. Kết quả của chương trình Trâm nghĩ là chính xác nhất. Đó là khi mình tắm biển ban ngày, ban đêm hay là mình tắm biển vào lúc nào đi chăng nữa thì cái điều đầu tiên mình bị đó chính là bị ướt rồi mới chuyển tới lạnh rồi. Đúng không Biên? Mình phải ướt, nó ướt thì nó mới lạnh. Bị ướt. Mọi người chịu khó dựng lại khúc này nè. Bị sao thì em nghĩ đi, nếu mà em tắm biển ban đêm thì em sẽ bị gì? Bị lạnh chứ bị gì? Đó, em bị lạnh. Thì em sẽ bị làm sao? Anh chỉ hỏi có thôi chứ anh đâu có phải là anh nhắc em đâu hết đâu. Anh nhắc em rồi. Nhưng sao mà em nghĩ là anh không phải em đi đi. Đi đi. Không có đạp anh nữa nghe chưa? Đó, ướt rồi. Ướt lắm rồi. Thì em dịu lên nha. Hồi nãy có ai dịu tao lên đó trời. Hồi nãy có ai gì vậy tớ lên đó trời. Anh đâu cần nữa chi. Mượn. Trời. Ê, thấy chưa? Trâm nói rồi, câu số 5 này thế nào cũng bị nhảy à. Ý như rằng rồi. Không, anh không được nói, để em suy nghĩ xong đi. Tôi suy nghĩ xong hết 10 giây rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6 như sau. Một ông già may mắn thoát chết khỏi miệng cá sấu. Hỏi tại sao thoát rồi mà ông ta vẫn chết? Tại vì ông bị cắn rồi. Bây giờ thì em nghĩ như con cá sấu nằm dưới nước. Bây giờ ông thoát khỏi miệng cá sấu thì ông đang ở đâu? Ông trong miệng cá sấu á. Tại tôi biết thì tôi trả lời là đại luôn, tại vì tôi tôn trọng cái chính kiến của cô. Vậy tôi không câu, nói ra. Vậy câu trả lời của Bin là gì? Ông sẽ chết đuối, tại vì ông đang như sông. Đúng. Ông thoát khỏi miệng đúng, câu đó cũng đúng. Nhưng mà thật ra thì à oh no. Mấy anh gà lẹ gì? Câu trả lời của Tú Chi là sai. Và kết quả cuối cùng đó chính là ai rồi cũng phải già và mất đi. Cho nên dù cho ổng có thoát ra miệng khói xấu thì ổng sống thời gian nữa, ổng già rồi ổng bị bệnh hay gì đó, ổng cũng sẽ mất thôi. Mọi người hồi nãy á, bạn biên tập cho bạn nói vậy nè. Anh đã dạy sĩ quan đi, tại vì khi mà dạy sĩ quan anh sẽ ra xa, anh sẽ rất sâu, anh sẽ đỡ đau hơn không. Vệ sĩ quăng cái bật nghe. Bin à, Bin phải đặt dấu chấm hỏi là tại sao vệ sĩ quăng Bin ở chỗ gần như vậy? Là tại vì cái cân nặng của mình nó nặng quá. Người ta hả, ôm không nổi. Chứ đâu có ai muốn Bin đâu. Bin đặt kim á, chị nặng là do cơ. Bin nặng cơ như Trâm nha. Đó, nghe chưa? Rồi, sau 6 câu hỏi thì Tú Chi đã mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 300.000 đồng. Câu hỏi số 7 như sau. Ăn gì mà bán buôn tấp nập? Anh đâu có quyền trả lời đâu. Ăn gì tôi cũng quen. Trời ơi, con này dễ lắm, không có vợ ăn gì nữa. Cái người nào đi vô mua đồ cho mình ăn cái đó gọi là ăn gì? Ăn vặt hả? Cái người mà mua đồ gọi là người gì? Ăn khách. Trời ơi, à biết rồi, ăn khách. Ủa sao biết không nhá? Sao nhát vậy được mà? Tại vì tôi tôn trọng cái chính kiến của cô. Nhưng mà qua câu này tôi sẽ không tôn trọng cái chính kiến của cô nữa. Ăn khách đúng không vậy chương trình? Dạ chính xác. Chỉ có những cái quán mà ăn khách, đông khách này nọ thì mới buôn bán kinh doanh tấp nập thôi. Nhảy cho đẹp nha. Anh nhảy rất là khôn nha. Ổng không có cấm tỏ như em. Anh gì nè? Còn ổng không nhảy như gì? Đã tham gia chương trình chiến khôn thì phải khôn chứ. Tôn trọng cái chính kiến của cô đó cô. Không sao, ba lần là bằng em rồi đúng không chị? Bằng em hồi nãy rồi. Anh yên tâm đi. Còn mấy lần câu, chị? Câu mấy? Quá đơn. Đây là câu 7 rồi, mình còn 3 câu nữa thôi. Còn 3 lần nữa, anh yên tâm đi. Rồi, câu số 7 ăn gì bán buôn tấp nập đó chính là ăn khách. Dạ. Và bây giờ sẽ là câu số 8. Câu này khả năng nhảy cũng cao quá. Trời ơi. Giờ tôi sẽ giành quyền trả lời. Không, anh không quyền trả lời đâu. Thì em sẽ nói, anh nhắc cho em. Rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi số 8. Rõ ràng anh bảo cứu em, nhưng sau khi cứu là em tiêu đời. Hỏi đó là cứu gì?
Cú ế đó vợ. Cú ế á, tại vì sau đó mới kết hôn. Là tiêu đời luôn. Trả lời nhẹ mắt giờ. Quê. Cứu ế. Đúng rồi. Cứu mà. Vậy Trâm cũng đang đang cần tìm người cứu đúng không? Nên chắc chắn là MC phải hiểu rõ câu hỏi này hơn khách mời chứ. Hồi nãy đó, lúc mà Bin bắt kiến gì đó, xong rồi Trâm nói là trời, tại sao làm điều đó trước mặt một con ế như vậy? Thì rõ ràng nếu mà mình đang câu trả lời của Bin là cứu ế trong cái câu hỏi này lại không chính xác. Câu trả lời của chương trình đó chính là cứu hỏa. Hợp lý. Đó là cứu hỏa. Ha, đi nhanh dữ vậy. Giống như một con chó luôn. Giỏi rồi đó. Đây này. Đi dớt lên trên nè. Đi. Trời ơi là trời. Cảm giác luôn là phê mùi. Câu hỏi số 9 như sau. Trái gì mà đàn ông và phụ nữ đều thích? Trái cây. Trái gì mà cả đàn ông và phụ nữ đều rất thích? Đó chính là trái tim người mình yêu. Chính xác không? 1, 2, 3. Hai lần hơn em, hai lần giỏi. Vợ chồng bắt đầu lục đục nặng hơn rồi đó. Mọi người ơi, trả lời 10 câu hỏi mọi người. Trong đó là em đã giúp lại 2-3 câu rồi và em nhảy 5 lần nha mọi người. Thôi đi lên đi. Không sao đâu. Không sao đâu. Mà bà trả lời nhanh lắm nha. Bà nói trái cây một cách mà rất là to rõ luôn á. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Đây là câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Mình sẽ nhìn lên hình và mình sẽ đoán đây là gì. Vàng lộn hoặc là cây cầu. Vàng lộn hoặc là cây cầu. Cái chỗ nào mà nó thấy cây cầu không? Hết giờ rồi. Hết giờ. Kéo. Đây là cây kéo nè. Đây là kéo nhau là kẹo kéo nè. Cái này là dễ nhất luôn á. Kẹo kéo. Mới phát hiện cái này dày. Vẫn chưa ra khỏi dùng bao cát cho mọi người. Mà ông vệ sĩ ông quăng xong á, ông vừa quăng một cái ông kêu ai à. Có nghĩa là hiểu cái độ nặng của Bin sao rồi. Bin, ông vệ sĩ vô nè Bin. Vừa quăng Bin vô nè. Ông vô ông vậy nè. Là hiểu là bị tụi bay đuổi cái bay rồi đó. Xin hỏi chồng, vợ nói chậm một chút. Bây giờ sẽ tổng kết nha. Chúc mừng Tú Tri. Sau khi trả lời 10 câu hỏi thì dành về cho mình giải thưởng đó là 300.000 đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đang xem chương trình Trí Khôn Ta Đây. Á, chị nhìn mặt mấy chị biên tập á, chị hả dạ. Đón xem tập 36 Trí Khôn Ta Đây được phát sóng vào lúc 12:30 thứ Chủ nhật ngày 6/9/2020 trên kênh HTV7. Và bây giờ sẽ là phần trao giải thưởng và chúc mừng Bin 700.000 đồng và Tú Chi là 300.000 đồng. Thôi ít hơn Bin nhỉ? Đúng rồi, mình trả lời sai nhiều hơn Bin á. Em biết cái số tiền này nó là biểu hiện của IQ. Nên cái chuyện em ít hơn anh đó là chuyện hiển nhiên. Nói chung là ngày hôm nay á là cảm ơn Bin với lại Tú Tri rất là nhiều, tại vì đã mang rất là nhiều tiếng cười cho những vị khán giả và đặc biệt là Trâm. Tại vì nãy giờ Trâm vừa ngưỡng mộ mà phải nói là cười rất là sảng khoái với lại hai vợ chồng luôn á. Gì vậy? Gì vậy Tri? Tri đang làm gì vậy? Rồi, và bây giờ thì
Tâm xin tiết lộ là Tri có một giọng ca bolero rất là ngọt ngào và ấm áp, cho nên Tri sẽ tặng cho quý vị khán giả một bài hát hoặc là một đoạn ca khúc nào đó. Chị nên hát đi để em lấy lại fan đúng không? Nhiều khi người ta coi chương trình này xong người ta ngồi người ta fan em, người ta bỏ em hết luôn, nên em phải hát. Em phải lấy, em phải dùng tiếng hát của em đây, mọi người ở lại với em đi. Tại vì tuy rằng trí khôn của em nó nhưng mà em vẫn còn giọng hát cứ kéo lại. Thì anh nói vậy thôi, em hiểu sao em hiểu, hát đi. Mọi người ơi, hôm nay thì quay chỗ này em thấy tre nhiều quá, cái em nhớ là phải làm ghế bên tre. Thôi em hát mọi người nghe nha. Một đoạn thôi. Rồi, nguyên bài không? Hát là hát nguyên bài. Rồi. Bộ sang pha giật miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bộ đỏ cánh kiến. Này màu cam chị ơi. Thôi, tới đó thôi. Ủa, nó kết thúc bản hậu vậy luôn. Thôi, không biết là sắp tới thì Bin với lại chú Tri có những cái dự án gì không? Có, sắp tới thì Bin sẽ ra một cái bộ phim là Bạn Trai Song Sinh và Chi đóng nữ chính trong phim của Bin. Kèm theo song song đó thì Chi có những dự án riêng của Chi, vừa có Cơm Nhà, vừa có Dương Muội, phim chung của hai đứa đóng chung nữa. Nói chung là từ giờ đến cuối năm thì Bin đang cố gắng để chạy được 6 phim. Bin à, Bin làm đạo diễn, rồi Bin làm quay phim, rồi Bin đóng chung với lại vợ của Bin, rồi diễn viên như Trâm với lại những người khác, rồi thất nghiệp hết là tại Bin. Sao Bin làm thật trơn vậy? Không, Bin nó chỉ đóng chung một phim mà. Bin vẫn đang lui về đi làm đạo diễn rồi. Dạ đúng rồi. Thì làm đạo diễn thôi, còn đi đóng phim nữa. Bởi vậy đó là lý do tại sao mà giờ Trâm đi làm MC và không đóng phim nữa đó mọi người. Là hiểu rồi đó. Nãy giờ là một cái câu giải thích cho mọi người. Không, đây là một cái hình thức là Bin ơi, nếu mà có vai nào phù hợp thì nhớ đến Trâm nha. Mình đang nói khéo đó mọi người. Thả tim cho Bin. Mọi người ơi, nhớ nha, cái đoạn này tim rồi bay 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 lên nha mọi người. Rồi, thật ra thì Trâm cũng không có gì hơn, chỉ chúc cho Bin với lại chú Tri ngày càng hạnh phúc, và đặc biệt là sẽ thực hiện được những cái dự án của mình, và chúc cho Bin có thật là nhiều sức khỏe để mà làm thật là nhiều phim, cũng như là hỗ trợ và là một người chồng lúc nào cũng mạnh mẽ kế bên Tri. Ok, cảm ơn Trâm. Vậy là chương trình đã đến lúc kết thúc rồi. Mọi người đừng quên giờ phát sóng của chương trình, đó là 12:30 trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Hotline Color Man Food 0912 152 442.